nhây, lầy và cũng rất là đẹp trai. Nhìn bên ngoài rất là lạnh lùng, nhưng bên trong nhiều tiền ấy lộn. Bên trong thật là ấm áp, đó là ân cần. Rất là đẹp trai. Thầy giáo viên đẹp trai nhất ở cơ sở này từ trước giờ em gặp. Đẹp trai hay với lại vui tính à. Thầy rất là cởi mở và nhiệt tình thân thiện nữa. Đẹp trai. Nó chắc là sói ca rồi, vì luôn luôn mang áo sơ mi trắng. Ừ, thì chỉ có hai từ để mô tả thôi. Thứ nhất đó chính là thư sinh. À, thứ hai đó chính là dịu dàng. Là một người rất là bình dị và chân thật. Mỗi khi tới trung tâm thì thầy đều nhắc tới mình và luôn luôn cà khịa mình mỗi lúc mọi nơi về chiếc mô tô của mình và tất cả mọi thứ. Em nhắn tin hỏi bài thầy thì thầy bảo là đừng học nữa, đi kiếm đại gia đi. Trước là ngày 8 tháng 3 là sáng đó là thầy chúc mừng tụi chị trước là mua trà sữa cho tụi chị luôn đó, và trước tất cả các thầy nên chị luôn ấn tượng là đầu tiên đó. Rồi ổng có tâm lắm nha, lúc nào cũng đi sớm là không nói đi, mà ở nhà sớm đi về thì trễ hơn đó, nhiều khi mình cứ đợi hoài mà không thấy đâu hết trơn á. Thầy thì lúc nào cũng muốn dạy kèm cho những bạn yếu về cái môn nào đó rồi xuống miết, rồi xong á thấy về trễ là khoảng 10 giờ mấy, xong cái sorry anh nha, em đi về. Rich, ok. Bởi vì thầy là một người luôn luôn cho thấy được một diện mạo rất là sang chảnh, nhưng mà bên trong đó thì vẫn toát lên một cái vẻ gì đó rất là bà chịu ở đây. Năng lượng. Tại vì thầy, thí dụ như là mỗi lần mà anh dạy mà kế bên lớp thầy của thầy á, là lúc nào lớp anh cũng bị lấn áp về lớp của thầy hết. Tại vì thầy luôn mang tới một cái luồng năng lượng cho học sinh. Em nghĩ là một tính từ về thầy là nhiệt huyết. Thầy ở trên bục giảng thì nói chung là rất là nhiệt huyết. Những cái chỗ nào mà em không hiểu thì thầy luôn tận tâm giảng lại. Với lại thầy cho rất là nhiều từ vựng hay, và em nghĩ là em có thể bổ sung kiến thức của em nhờ thầy. Tính từ của thầy là nhiệt tình và khoa học. Tính từ đầu tiên nãy em đầu em là xàm. Thầy cực xàm luôn. Thầy cũng hay tự nhận mình rất là xàm. Đó chính là chữ gầy. Cái chữ gầy anh đang muốn định nghĩa theo nghĩa gốc ban đầu của nó, tức là một người rất là cheerful and carefree. Thì thật sự là thầy có rất nhiều từ để miêu tả thầy, không thể tả hết được. Nhưng mà thầy thì chắc chắn là phải gọi là vui. Vì nhìn thầy rất là vui, thật sự luôn. Học trên lớp đi, các bạn học rồi các bạn sẽ biết. Thì luôn luôn tạo một cái gọi là cái không khí sôi động, và luôn luôn có tạo động lực học mỗi ngày đến lớp. Ok, happy birthday. Chúc anh có một cái tuổi mới thật là tràn đầy năng lượng, tràn đầy sự hứng khởi, và luôn luôn sẽ là một người thầy có tâm huyết và luôn luôn đẹp trai theo cái cách mà anh muốn. Chúc thầy luôn là một thầy giáo tận tâm với nghề, luôn luôn nhận được sự yêu mến từ học viên và đồng nghiệp. Thầy, chị chúc thầy có nhiều sức khỏe và trên con đường thầy sắp đi, cũng như là tức là nghe thầy tới là thầy cũng có go abroad, thì thầy sẽ đạt được những mục tiêu trong sự nghiệp cũng như là trong quá trình giảng dạy của thầy. Chị mong thầy là chắc năm sau sẽ có vợ. Thứ hai chính là thực hiện những điều thầy mong muốn, vì chị thấy là hiện tại thầy đang có rất nhiều dự định cũng như là viết những tiểu luận về tiếng Anh rất là nhiều, nên chị muốn là thầy hoàn thành được cái nguyện vọng của mình. Chúc thầy Tuấn một ngày sinh nhật vui vẻ, luôn luôn năng động, luôn luôn truyền đạt kiến thức của mình cho học viên và đồng hành gắn bó cùng trung tâm IMAP và dài và lâu hơn nữa. Em biết là tháng 3 sắp tới là thầy sẽ phải trở về bên nước ngoài để học tập. Chúc thầy là sẽ thành công hơn trong cả việc học lẫn sự nghiệp sau này. Chúc thầy luôn giữ được nhiệt huyết của mình, luôn vui vẻ và sẽ thành công hơn trên sự nghiệp của mình.